giọng cổ đi em này. Hát chết đòn nghe Rồi, chơi. tao để đây tao ca không? Khỏe mày. Cũng bởi ngày thơ ngày còn đi học ở trường là mày đó. Những khi nghỉ lễ anh Khoa thường chỉ dạy giùm con, bởi vậy cho nên con đã trót lỡ nặng dạy huynh. Con có hẹn với chàng rằng ngày nào chàng đã thi ra thì ngày ấy chúng Tốt hơn mày rồi. con sẽ đồng lại má ba, Hai luôn. nỗi yêu thương cùng nhau con có tỏ thật. Có lẽ Mở tính mở tính nào mở tính. cha mẹ đi hẹp Tốt hơn lượng mày sắp cùng tốt hơn con mày. được Cái không? này tiếp tiếp tiếp. Thôi con cũng nên ân thuận cho, đừng làm rắc rối mối tờ duyên. Má với ba đã khổ cực cũng vì con làm sao cho rạng vẻ tâm môn, đặng má với ba có ăn được miếng trầu tàn. Đối với bà con xa được một chút rỡ ràng, cùng nở mày đẹp mặt với mẹ cha. Tiếng thơm người đồn đãi gần xa. Con cúi lại má xin rộng lượng xét duyên, chứ ép uổng con nào có chi. Lỡ như con đã liều bỏ trốn đi, hoặc sầu lo rồi căn bệnh thêm nguy, mà càng làm cho cha mẹ đi buồn rầu. Mẹ ơi, tình của con đây tha thiết chi buổi đầu, mẹ nỡ lòng nào mà chẳng thương con. Con đã cạn lời sao mẹ đành đoán làm ngơ. Hịch. Hãy vậy ăn Rồi. mình ăn tiếp đi. Hết rồi. Thì ăn tiếp đi, ai nói gì đâu. Cái này á. Còn tao mà có tay thi mà hết hết.